Chị thấy á, mấy tháng nay làm việc không có hiệu quả vậy nha. Em phải làm sao cho khách vô tiệm mình người ta thấy thư thái thanh tịnh thì người ta mới tận hưởng dịch vụ được chứ. Thư thái thanh tịnh hả chị? Hỏi này dễ mà, để em làm cho khách thư thái thanh tịnh nha. Dạ em chào chị. À em ơi, bên mình có dịch vụ gì không em ha? Dạ thưa chị, ông bà ta ngày xưa có dạy làm việc gì cũng phải nói trước nói sau, tự mày mò học hỏi thì mới thành công. Cũng giống như việc xung quanh chúng ta luôn có sẵn những câu trả lời mà hà cớ chi chị hỏi em những câu ấy. Em giờ chị muốn bán mì á, mà chị chỉ muốn chủ em làm thôi, chị không muốn nhân viên làm. Chị à, sống ở trên đời là mình phải có niềm tin. Giữa trần thế nhân sinh ai cũng giống như ai, cũng giống như nhân viên Harry, ai cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Mình buông bỏ một chút sự hoài nghi, mình thêm vào đó một chút sự tin tưởng sẽ được đền đáp xứng đáng. Vậy bên em có chương trình gì giảm giá cho nó mi không? Dạ chị ơi, mình phải bình tâm, giữ tâm mình hướng thiện, đừng mong cầu vật chất viển vông. Ông bà ta có dạy, đừng ham của rẻ, hãy tập trung vào chất lượng thì mới có kết quả tốt đẹp. Mô Phật, con đã được khai sáng, cảm ơn Thiên Chủ đã sừng trước. Ủa chị ơi, chị không đi nấu mi nữa hả? Sống ở đời đừng chỉ quan trọng vẻ bề ngoài mà phải nhìn vào trong tâm. Vậy nên, trong tâm đẹp được rồi, không cần nấu mi làm chi nữa. Mà thay đổi rồi.